Hello mọi người, xin chào mọi người. Thì em giới thiệu với mọi người một loài cây, đó là cây thủy tùng mà nó mix với cả chú tiểu như thế này, là một loại cây tiểu cảnh. Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, cái chú tiểu này dễ thương quá mọi người ơi, thề luôn á. Mọi người có nhìn thấy rõ không hay hơi mờ nhỉ? Đó, chú tiểu đang ngủ ấy mọi người. Bên cạnh đó thì sẽ có một cục đá như thế này, và xung quanh là một lớp đá đỏ đó được bao phủ như thế này đó, cùng với cái chậu này đấy, nó rất là đẹp mọi người ơi. Đó, và cái cây thủy tùng xanh mướt này, lá sum suê như thế này, và nó có đang có cả cái cây non ra luôn này. Đó, cái cây non đã ra luôn đấy mọi người ơi, rất là đẹp. Thì tiểu cảnh thủy tùng chúng tiểu này là một hiện nay thì đang rất là xu hướng mọi người ơi, và rất là những bạn mà yêu cây cảnh thì rất là thích loại cây như thế này. Và với cái vẻ đẹp đặc sắc của cây và kết hợp với cả chú tiểu như thế này, vừa đem lại may mắn này, xua đuổi tà khí mà mang lộc vào nhà của mình nữa đó. Thì về đặc điểm ý nghĩa ấy mọi người, thì cây thủy tùng này ấy, là một loài cây mà có nguồn gốc xuất xứ tại Trung Quốc nha. Với cái hình dáng lạ mắt của nó thì cây thủy tùng này nhiều người dùng để làm quà tặng cho bạn bè, cho người thân vào những cái dịp lễ sinh nhật hay là Tết đó mọi người ơi. Và những cái dịp lễ đặc biệt mà mọi người có thể tặng cái cây thủy tùng này cho người thân của mình, thì theo phong thủy thì nó sẽ mang lại cái sự ý nghĩa thanh cao này, và tượng trưng cho bậc trí nhân quân tử đó, rất là đẹp. Thêm một chú tiểu đang nằm ngủ như thế này nữa mọi người ơi, xinh lắm ấy. Giá cả của nó rất là phải chăng luôn, một cái chậu nặng trĩu như thế này luôn ấy, rất là đẹp, đẹp lắm. Này, cho mọi người coi một vòng đó, cho mọi người coi một vòng này đó, thấy không ạ? Thì cây á thì nó sẽ mang một cái vẻ đẹp, một cái sức sống mãnh liệt này, và thể hiện ý chí kiên cường không bao giờ có thể khắc phục trước những cái khó khăn trong cuộc sống. Và tiểu cảnh này thì không kén mạnh nha mọi người, vì người sở hữu như cái cây thủy tùng như thế này thì sẽ như một cái quý nhân phù trợ này đó, và phát tài phát lộc. Và cái cây thủy tùng này còn có ý nghĩa là mang lại tiền tài, lộc, tài lộc cho cái gia chủ, nên là nó có cái ý nghĩa rất là đẹp đó. Và nhiều người mà nhiều gia chủ mà mang kinh doanh ấy, họ thường là sẽ lựa chọn những cây cảnh mà có thể đặt trang trí ở trong nhà, thường thì hay lựa chọn những cây cảnh mà phù hợp trang trí trong nhà đó. Hơn nữa thì cây thủy tùng này ấy, thuộc trong cái bộ tứ quý tùng cúc trúc mai, nên là cây này rất là được nhiều người quan tâm, và nó mang cái sức sống mãnh liệt này, thể hiện ý chí kiên cường và không bao giờ khuất phục trước những cái của gian lao trong cuộc sống. Và xem này mọi người ơi, một cái cây mà nó đẹp xung xuê như thế này là nó xòe ra này đó, mình có thể để trong bàn làm việc này, để phòng khách, để phòng ngủ này, để phòng bếp, để ngoài ban công đó mọi người, nhiều chỗ để, ý là mình mà có chỗ nào để, có chỗ phù hợp mà mình để cây này thì để ở đâu cũng được nha mọi người ơi. Đó, một cái chú tiểu cảnh như thế này, đó, cây tiểu cảnh như thế này thì nó rất là phù hợp, và nó không kén mạnh và không kén phong thủy nha mọi người. Nó sẽ mang lại nhiều tiền tài may mắn cho mình đấy, nên là mọi người có thể sở hữu em này. Thì cây thủy tùng này thì nó đầy ý nghĩa, lại kết hợp với cả cây cụ, với kết hợp với cả một chú tiểu như thế này đang nằm ngủ nghỉ này, nó thể hiện cái tình cảm bền vững này, giúp cho người sở hữu luôn tự tin và có cảm giác là thư giãn. Và nó có ý kiến lại cho rằng, cũng có nhiều người ý kiến cho rằng ấy, là cái cây chú tiểu này này đó có ý nghĩa
phong thủy nó sẽ mang lại may mắn cho mình, mang lại tiền tài, mang lại lộc lá cho mình đó mọi người ơi. Và lá cây thì có rất là nhiều gân sống như là cái đô la như thế này ấy mọi người. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Lá thì có gân xuyên suốt từ ngọn này xuống xuống cái cuống, từ từ cái cuống xong rồi xuống ngọn như thế này. Và nó tượng trưng cho cái sự hanh thông này, sự mạnh mẽ và trí tuệ nha mọi người. Thì trí tuệ thông thái này, tinh thần thoải mái sẽ giúp cho cái gia chủ của mình nó sẽ được phát tài, phát lộc và thăng tiến trong mọi công danh sự nghiệp, trong mọi đường mà mình đi. Đó. Rất là nhiều ý nghĩa. Và mình có thể mình phù hợp mình chọn một cây như thế này. Thì ở showroom ấy thì có rất là nhiều loại cây để cho mọi người lựa chọn. Như mọi người xem ở đằng sau mình cũng đã có rất là nhiều loại cây. Ví dụ cây kim tiền, kim ngân, phát lộc, vạn lộc, cây hạnh phúc, chúc phát tài, hay là hạnh tiên thảo này đó. Hay là cây vạn lộc trắng, nó rất là nhiều loại cây sen lá các kiểu rất là nhiều. Đó, mọi người có thể là mọi người chọn cho mình một loại cây mà phù hợp với cả bản thân của mình. Và mình thích cây nào thì mình chọn cây đó. Và đây, lựa chọn sáng suốt mọi người. Ứng cử viên danh giá là cây thủy tùng tiểu cảnh như thế này. Mọi người ơi, thì mọi người xem, nó được trang trí rất là đẹp. Đó, trang trí dưới nó là đá đỏ này. Đó, đá đỏ đỏ tím này này. Thêm một chú tiểu đang ngủ nghỉ trưa dưới cây thủy tùng. Đó, thêm một cái viên đá như thế này. Tạo ra cái núi non. Đó, nhìn đấy mọi người nhìn này, mọi người nhìn xem rất là đẹp đúng không. Đó, thêm một cái chậu đất nhung như thế này. Đó, còn gì là hợp lý hơn đó mọi người. Còn có cái gì mà mọi người không lựa chọn cái cây thủy tùng như thế này hả? Và về cách chăm sóc nhá, thì cây này thì nó rất là dễ chăm sóc, nó không có khó để chăm sóc đâu mọi người ơi. Cây tiểu cảnh này á thì là một loại cây rất là dễ chăm sóc, bởi vì Totoro đã lựa chọn, ấy là cây đời đã lựa chọn những cái cây cảnh mà nó có chung đặc tính và đều có điều kiện sống để có thể kết hợp với nhau tùy vào những cái không gian, môi trường sống và lượng nước tưới sẽ khác nhau nhá mọi người. Trong cái không gian trồng trong nhà kính ấy, đó, nhà mà kín ấy thì các bạn hạn chế tưới nước thôi. Trong cái ngôi nhà mà kín thì chúng ta hạn chế tưới nước thôi, bởi vì thời gian thoát nước của cây nó khá là lâu ấy. Nên là đối với bình thủy tinh bạn có thể tưới 1-2 lần một tuần, hoặc là phụ thuộc vào cái thời tiết của cây nha mọi người. Thời tiết dựa vào thời tiết mà mình tưới nước. Đặc biệt là cây tiểu cảnh này thuộc hai loại cây là nội thất, nên là các bạn có thể hoàn toàn để ở trong phòng được, là mình để trong nhà đấy. Đó. Và tuy nhiên thì vẫn cần cho cây tiếp xúc một chút ánh nắng, ánh sáng đèn điện để phát triển tốt nhất. Trong 1 đến 2 tuần bạn nên cho cây tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên này, tránh để cho cây dưới ánh nắng gắt là được nha mọi người. Đó. Và mình sẽ chọn những nơi mà có thể thoáng mát để mà mình trồng cây này. Và mọi người ơi, mình để cho chậu cây để những nơi mà thoáng mát thì cây nó sẽ dễ phát triển và dễ thở mọi người ạ. Đó, rất là đẹp. Một chú tiểu sinh như thế này, mọi người xem này. Đó, mình nghĩ là mọi người nên sở hữu cho mình một loại cây như thế này nha mọi người. Đó. Và những cái chia sẻ của mình trong clip ấy, thì mong là các bạn có thể là sẽ lựa chọn cho mình một chú chậu tiểu cảnh như thế này, phù hợp với cái không gian ngôi nhà của mình, phù hợp với cả bàn làm việc của mình. Và mình nghĩ là cái chậu nhỏ nhỏ xinh xinh này thì để ở đâu mình cũng được, tại vì cái bàn làm việc nó cũng không quá nhỏ ấy mọi người. Thì mọi người có thể đặt ở bên một góc nào đó thôi, để cho cái không gian của mình nó đẹp hơn này, nó xanh mát hơn và nó có cái đặc trưng, và nó có thể là nó có chút gọi là đặc biệt hơn, là nó có không gian xanh ở trong phòng của mình. Đó, nó rất là tốt, nó có thể lọc không khí. Nếu mà mình làm việc trong máy tính ấy, thì mấy cái sóng điện tử mà nó phát ra từ máy tính ấy,
nó có thể giảm bớt đi và nó có thể hút, nó có thể lọc không khí cho mình ấy mọi người ạ. Nó rất là đẹp và nó có nhiều công dụng, mọi người thấy không? Và thì mọi người ơi, bên mình thì luôn sẵn sàng để có thể nghe mọi người đặt câu hỏi. Mọi người có thể để lại dưới bình luận này, mọi người có thể đặt câu hỏi dưới bình luận cho mình biết thì mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc của mọi người nhé. Và mọi người có thể liên hệ qua số hotline và địa chỉ mà mình để ở trên tường, thì mọi người có thể là liên hệ cho mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn và giải đáp thắc mắc. Bên mình sẽ tư vấn trọn đời cho mọi người luôn. Và nếu mà các bạn có nhu cầu mua cây thì hãy ra showroom cây đời nha mọi người, đang có sẵn hàng ở đây luôn, có rất là nhiều loại cây trưng bày ở đây. Và mọi người mà mua theo số lượng thì bên mình cũng sẽ cung cấp đầy đủ theo số lượng cho mọi người đó. Bên mình có vườn mọi người ơi, có cái vườn mà có cái clip mà mình có quay vườn cho mọi người coi nhé mọi người, đó chỉ là một trong những cái số vườn mà bên mình có thôi mọi người ạ. Đó thì đó là những cái điều mà mình chia sẻ với mọi người, thì mong là mọi người có thể tìm được một cây phù hợp với mình. Và các bạn thấy cây của mình xinh thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo cho mình hoặc là qua Messenger, qua qua số điện thoại và Facebook với mọi người đó. Mọi người liên hệ qua mình sẽ chốt đơn cho mọi người, và bên mình có ship bằng post nha mọi người ơi. Dạ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái clip này của mình, thì mình sẽ kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại vào clip sau nha mọi người. Cảm ơn mọi người ạ.